Rất vui mừng khi quý vị đã trở lại với kênh Tiểu thuyết Lam Phương và kênh Truyện ma Lam Phương. Lam Phương xin có lời tri ân đến quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và theo sát Lam Phương đọc truyện. Nhân đây, Lam Phương xin mạn phép cảm ơn những mạnh thường quân đã ủng hộ Lam Phương về tài chánh để mua những truyện hay để đọc phục vụ quý vị. Nhiều khi Lam Phương cũng thấy rất ngại khi quý vị đã gửi và Lam Phương đã nhận với số tiền quá lớn đối với Lam Phương. Và đó cũng là những tấm lòng quá lớn mà quý vị và các bạn đã dành cho Lam Phương. Lam Phương xin trân trọng tình cảm của quý vị rất nhiều. Đó cũng là một động lực giúp cho Lam Phương cố gắng làm tất cả để không phụ lòng quý vị gần xa, trong cũng như ngoài nước, đã luôn trao tặng tình cảm cao quý đến với Lam Phương. Cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Lam Phương xin cảm ơn bác Phú, chị Dung Trương, Vicky Linh Nguyễn, anh Tommy Đặng, anh Khoa Phan, cô Dung và em Xuân Thu và cùng quý khán thính giả trước đây đã ủng hộ Lam Phương. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả gần xa. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một tập truyện ngắn Đời Thừa, tác giả Trân Trân. Bà Mận đang ngồi trước cửa nhà, hai chân khom khom dạng ra hai bên, khoanh tay trên hai đầu gối. Giọng của bà cứ xa xả, không ngừng nghỉ một giây một phút nào. Bà chửi con trai của bà, mà cũng không hiểu nổi bà chửi con bà hay chửi cả cái xóm này nữa. Bà cứ quơ đũa cả nắm mà chửi. Con trai của bà còn ngán huống chi là người khác. Cả cái xóm đều sợ bà, con bà cũng không có ngoại lệ. Từ sáng đến giờ, tờ mờ mở mắt là bà lại ca một bài, trưa ăn cơm xong bà nổi hứng lại hò hét thêm một lần nữa. Buổi tối, chó sủa khắp xóm vì cái giọng chanh chua của bà. Có khi nào xóm được yên ổn kể từ khi bà về. Cả xóm ai cũng bực bội, nhưng không ai dám nói lại bà dù chỉ một câu. Bà Mần chuyển về đây cũng mấy năm, đúng như cái tên của bà. Bà làm lụng cũng chăm chỉ lắm, nhưng khổ nổi, không có ai có thể biết được sao bà lại có cái tính thích chửi như vậy. Nghe người ta đồn, trước đây bà cũng hiền lành, nhưng kể từ khi chồng mất, một mình bà nuôi đến hai đứa con trai mà không có đứa nào nên thân nên hồn. Kể từ đó, bà sống thậm tệ lắm, già rồi đã xấu lại còn xa, mọi người hay nói bà như vậy. Nhiều lần, người có tiếng nói trong xóm nhất đến nói chuyện với bà cũng ậm ừ, hứa lên hứa xuống, không có gây mất trật tự. Nhưng được dài ba ngày, giọng của bà lại quang quang từ đầu xóm đến cuối xóm, không thể hiểu nổi. Biết bà hay chửi, nhưng mấy đứa trẻ con trong xóm cũng không thiếu trò để trêu chọc. Chúng nó còn ương bướng nói lại bà, nói nếu ngày nào không nghe bà chửi, chúng nó thấy thiêu thiếu lại nhơ nhớ, cũng không thể trách được ai. Bây giờ cả xóm ai cũng ghét bà, đến cả mấy đứa con trai nhà bà cũng vậy. Chúng nó chỉ mong đi thật xa, tránh xa bà càng xa càng tốt. Nhưng khổ nổi, bà cũng thật bất hạnh. Rốt cuộc vẫn là phụ thuộc vào bà. Suy cho cùng, bà là đáng thương hay đáng trách? Mấy đứa đầu xanh đầu đỏ, cả người khắc trổ, những con rồng lượn, phượng bay trên người hùng hổ nhìn bà. Không ai coi ra một cái gì cả, hất cẳng đạp tung cả cái bàn uống nước. Con trai của bà nói nhà còn mấy chỉ vàng nó không có lấy được, đành phải nhờ tôi tới lấy giùm đó. Bà Mần nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nước sống. Bà hiểu mấy đứa con trai của bà, tụi nó không có muốn về vì sợ bà, nhưng tụi nó lại càng không thiếu cách để không về mà vẫn có tiền mang đi. Nhà của bà, tụi mày cứ tưởng muốn làm cái gì thì làm à. Mày có tin bà gọi trưởng thôn đến đây không? Tiếng cười khà khà đến ngất ngưỡng của mấy đứa đòi nợ đầy giễu cợt. Tụi nó khoanh tay đứng nhìn bà vô cùng thách thức. Cầm điếu thuốc đã gần tàn trên tay, ném xuống đất, giẫm chân di di mấy cái cho nát bét.
Tưởng bà già nhà mày thế nào, hóa ra cũng như bao người khác. Nghe đồn bà Mần xóm này có đứa con trai đúng là không có ra cái gì. Nhưng khổ nổi, bà Bần cũng là người đâu có bình thường. Ánh mắt của bà Bần tức giận đến rực đỏ, những mạch máu trong đôi mắt già nua văng đầy tuyệt vọng. Tôi không có so đo với bà làm cái gì. Bây giờ, một là bà đưa vàng cho tôi sẽ đảm bảo sự bình yên cho con bà. Hoặc là... Thằng đầu gấu đưa mắt nháy với mấy đứa đồng bọn của mình. Tụi nó thích chí, thích mắt cười, lôi ra từ đằng sau thằng con trai của bà Mần. Nhìn vẻ mặt của tụi nó ngổ nghịch, tai mắt đỏ lừ như say rượu, mà thực chất là say cần. Đôi mắt bà Mần thoáng cái đã trở nên xót xa, bà cấu chặt tay của mình lại. Thằng nghịch tử nhà bà sớm đã bị đánh không có ra nổi gì. Nhưng cái mặt nó vẫn chai lì, nó không sợ gì cả. Nó chai lì với cả người phụ nữ là má của nó rồi. Mọi người cứ nghĩ là nó sợ bà, nhưng ai mà biết, nó mà biết sợ thì cũng không có đầy đọa cái thân già bà như thế này. Bà chỉ mong nó sợ bà để cho bà yên ổn. Đâu có người mẹ nào mà mong con mình sợ mình. Thật nực cười, nhưng cũng thật khổ hạnh. Thằng con bà Mần tên Bình, một thằng nữa tên An. Bà cứ nghĩ đặt tên cho con như vậy thì cái tên của nó cũng như con người nó vậy. Nhưng Bình An đâu không thấy, chỉ thấy bất hạnh. Cả hai đứa đều không coi ai ra gì. Khi còn nhỏ, cứ cho rằng nó không hiểu chuyện. Bây giờ lớn rồi, không thể để suy nghĩ ấy cứ bao che lấy tính cách của tụi nó. Bà khổ tâm, bà buồn lòng, nhưng bà biết nói với ai. Con bà như vậy rồi, bà còn nói với ai? Chồng bà đã chết rồi, bà nói được với ai? Mà nguyên nhân không phải từ người chồng đáng kính đó của bà hay sao? Nhiều năm về trước, bao lâu rồi bà cũng không có nhớ rõ. Bà chỉ biết ngày đó là một ngày sương muối giăng đầy núi, những chiếc lá mong manh lạnh lẽo co rúm lại, nhìn khắp chân trời đều là những dải sương mây trắng. Những ngọn núi nhấp nhô bên đường chân trời, mỗi lúc gió lạnh bay qua, cả sống lưng như nổi làn gai ốc. Mới sáng sớm, bà đã đeo giỏ lên nương, bẻ hết mấy trái bắp còn sót lại. Đã qua thời chiến, nhưng cuộc sống của mọi người quanh làng vẫn không có gì khấm khá hơn cả. Người có nhiều ruộng vẫn có nhiều ruộng, còn những người không có gì trong tay vẫn chỉ là thân xác người làm thuê làm giúp. Chồng của bà Mần tên là Mạc, vốn tưởng rằng lấy được ông sẽ được hạnh phúc. Nhưng kể từ khi trở về từ chiến trường, tính tình của ông ta thay đổi. Ngày ông trở về cũng là khi hai thằng nghịch tử kia đã lớn được gần 10 tuổi. Không biết ông nghe ở đâu hay ma xuôi quỷ khiến thế nào, mới về được dăm ba ngày, nhà bà đã liên tiếp xảy ra chuyện. Trong nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Ông Mạc chính là người uống, say rồi thì ông đập phá. Mấy cái bình quý là của hồi môn của bà Mần, ông ta đập luôn. Bà đi làm về, không hiểu chuyện gì xảy ra, ông ta đã lao vào cầm cây gậy đập thẳng vào lưng của bà. Hai người con sợ hãi nép vào một góc, ôm nhau cả người run lên bần bật, không có đứa nào dám ra can ngăn. Ông Mạc, ông bị làm sao vậy? Ông Mạc không nói không rằng, đưa vào miệng cái chai rượu sớm đặt sắp cạn, rồi lờ lờ đi lại phía hai thằng con, liếc con mắt đỏ ngầu sang nhìn bà Mần. Bà, đúng là đồ hư hỏng, thứ đàn bà không ra cái nỗi gì. Nói xong, ông giơ tay lên đánh vào mặt hai đứa trẻ. Hai đứa ngã lăn dúi xuống đất, bắt đầu khóc nấc lên. Bà Mần vội buông cái giỏ xuống, chạy lại ôm lấy hai đứa con, bàn tay xo xo lên tấm lưng đang rung lên vì sợ hãi. Trước đây, ông Mạc chưa từng đánh bà, còn chưa kể đến, dám động tay với hai đứa trẻ này. Bà Mần cũng khóc, nước mắt của bà rơi xuống đầy đau đớn. Bà đứng dậy đẩy ông Mạc tránh xa, cả thân người gầy gò cố gồng lên để ông không lại gần được. À, ra là bà bảo vệ hai đứa tụi nó, đúng là mẫu tử tình thâm mà. Bà nói đi, rốt cuộc tụi nó là con của thằng nào, bà nói đi. Ông Mạc chạy lại xách cổ bà Mần lên, ghìm chặt bà vào bờ tường đất bôi dôi. Ông lại đưa lên miệng chai rượu, ánh mắt đỏ ngầu chỉ tay vào hai đứa. Bà giỏi lắm, dám tằng tiểu với thằng khác. Ông vừa nói vừa đập luôn chai rượu thủy tinh vào đầu của bà. Bà Mần đau đớn hét lên. Hai thằng con dù sợ hãi nhưng vẫn chạy nhảy bổ vào đẩy người ba say xỉn này ra. Cả người bà Mần mềm nhũn, bà nằm trượt dài trên mặt đất, máu từ đầu chảy xuống lạnh ngắt.
không còn đau, cũng không còn cảm giác. Bà hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Bà hiểu ra rồi. Bà cực khổ đẻ ra hai đứa trẻ là con của ông Mạc. Bây giờ trở về, ông ta lại nói là con của người khác. Thế sự bất ngờ. Nhưng bất ngờ này thật sự khiến cho bà không có ngờ tới. Ánh mắt bà đau đớn nặng trĩu. Tay của bà nắm chặt vào nền đất. Sớm đã làm những viên đất kia nát thành bụi. Bà bất giác nhếch miệng cười, đôi mắt hướng lên trần nhà, mờ mờ, ảo ảo. Nhưng không khó để nhìn thấy những vết nứt trên mái. Những vết nứt đó bà đã cố gắng tu sửa lại. Bà đã hy sinh dốc cái thân gầy này vì nó bao nhiêu, nay nó liền đổ xuống ngay trong giây lát. Tiếng khóc của những đứa trẻ càng lúc càng lớn. Thằng An liền chạy đến chỗ ông Mạc, nhìn ông căm hận không thương tiếc. Nó cúi xuống cầm mảnh sứ sắc nhọn đã dở nằm lăn lóc ở dưới đất, bàn tay nó run rõ rệt. Nhưng suy nghĩ của nó lúc này, nó muốn bảo vệ má của nó. An đến gần ông Mạc, người đã ra chiến trường hơn chục năm, chưa hề ở lại bên chăm sóc anh em nó một giây một phút nào. Bây giờ trở về, tưởng rằng gia đình được đoàn tụ êm ấm. Thật không ngờ, lại là một cái kết đau thương. Như không thể kiểm soát được bản thân của mình, nó lao lại, tay run run nhưng vẫn vô cùng chắc chắn. Không ngần ngại, dùng mảnh vỡ đó đâm thẳng vào bụng người đàn ông say xỉn. Một giây, hai giây. Thời gian như ngừng lại. Ông Mạc thật sự không ngờ tới, tay cầm chai rượu trong vô thức rớt xuống. Ông nhìn bụng của mình. Mảnh sành sắc nhọn đã xuyên thủng qua, những giọt máu nhỏ xuống từng giọt như nhịp chảy của thời gian lúc này. Ông ngã xuống, bà Mần cùng với thằng Bình ngẩn người, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa đau xót, những gân mạch máu hiện rõ mồn một. An, mày làm cái gì đó? Bà Mần cố hết sức ngượng người dậy, bà bò lết trên mặt đất, tiến tới chỗ đứa con trai của mình. Mày... Nước mắt rơi xuống lã chả, giọng nói của bà nghẹn ứ lại trong cổ họng. Đắng lắm, nuốt không thể nổi được nữa. Bà nấc lên, cơ thể mềm yếu run lên bần bật. Trạng thái như bàn tay của thằng An, nó cũng sợ hãi không kém. Ngồi sụp xuống dưới đất, đau đớn nhìn bàn tay còn dương máu của mình. Nó đã giết người, mà người nó giết chính là ba ruột của mình. Coi ba mày. Ba mày còn thở không Bình? Bà Mần run rẩy gọi thằng Bình. Nó sớm đã bị dọa đến nhợt nhạt cả sắc mặt, nhìn như không còn một giọt máu nào. Thằng Bình gật đầu. Nó vừa đi lại run run, nhìn vào gương mặt của ba mình nằm dưới đất. Đôi mắt vẫn mở thao láo lên nhìn trần nhà, nhưng vô hồn bất động. Hai tay buông thõng trên mặt đất, máu từ bụng vẫn chảy ra, hòa vào rượu bị đổ, vừa đỏ vừa nồng nặc, thật là đáng sợ. Bà ơi! Bà ơi! Bà! Thằng Bình lay lay người ông Mạc, gọi ông, nhưng ông không đáp lại lời của nó. Miệng vẫn há hốc, hơi thở cũng không còn nữa. Đến chết, ông cũng không nhắm mắt. An khóc nấc lên, những giọt nước mắt rơi liên tiếp xuống đất. Nó không tin vào mắt của mình, cũng không thể tin được người giết ba chính là em trai của mình. Má ơi, ba tắt thở rồi. Tới lúc này, bà Mần cũng không khóc nữa. Đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, bà nén lại cơn đau trong lòng, nén lại sự đau đớn của vết thương trên đầu, bà khẽ gật đầu. Chết rồi, cũng tốt. Nói xong, bà cười như điên. Cái điệu cười đáng sợ vang lên trong căn nhà hoang vắng. Hai đứa trẻ cứ ngỡ bà đã quá điên, lại càng khóc to hơn. Đến một lúc sau, bà đứng dậy, đi lại gần hai đứa trẻ. Con ngoan, đi lại đây. Giọng của bà ngọt ngào biết bao nhiêu, dịu dàng biết bao nhiêu. Bà giang tay như muốn ôm hai đứa vào lòng. Nhưng ánh mắt của bà lại khiến chúng nó sợ hãi. Thấy bà như vậy, chúng nó muốn bỏ chạy. Nhưng vừa đứng lên, bà đã kéo hai đứa lại gần mình. Nhanh chóng và dứt khoát, bà ôm thằng Bình và thằng An vào lòng, thủ thỉ vào tai tụi nó. Con ngoan, không có sao hết. Các con cũng vì muốn bảo vệ cho má, đúng không? Trả lời đi, có đúng không, các con? Bà gằn giọng xuống tai của hai đứa.
nhưng lại không hề cáu giận. Hai đứa trẻ gật gật đầu, nước mắt rơi xuống tay bà. Má sẽ bảo vệ hai đứa, sẽ không ai biết được chuyện này đâu. Chuyện này bà biết, hai đứa trẻ này biết, trời biết, đất biết, chắc chắn sẽ không có người tiếp theo. Kể từ đó, đúng như con không cha như nhà không nóc, bà đã không thể nói được thằng Bình và thằng An. Tụi nó bắt đầu ít nói, có lẽ do bị ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý. Bà biết điều đó chứ, nhưng không thể có cách nào giúp tụi nó cho được. Gia đình cũng không có nhiều tiền, muốn đưa đi khám phải lên tận tỉnh, nhưng số tiền quá lớn, bà không thể trang trải nổi. Tụi nó cũng không có muốn đi học nữa, bà bắt đi, nó cũng nhất quyết không đi. Nhiều lúc tụi nó như mơ lại cái ngày đó, ác mộng đến khiến cho tụi nó không có ngủ được. Bà chỉ có thể ngồi nhìn mà rơi nước mắt, đau xót và mệt mỏi. Nhiều lúc bà muốn chết quách đi cho xong, nhưng chết rồi, ai sẽ nuôi nấng hai đứa nhỏ đó? Bình và An cứ đờ đẫn, đần đần như vậy suốt, kể từ ngày tháng đó. Cho đến một ngày, tụi nó chơi bời cùng đám trẻ hư hỏng ngoài làng, bắt đầu chích hút, nghiện ngập. Vì muốn kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, bà Mần cũng không có nhiều thời gian mà để ý đến hai đứa. Đến khi đã nặng, đã khó chữa, bà mới biết được sự thật. Đó là lần đầu tiên hai đứa bị đám côn đồ lạ mặt đưa về nhà. Nhìn đứa nào cũng hùng hùng hổ hổ, mặt mũi dữ tợn, láo liếc. Xách cổ hai đứa con bà như động vật ném thẳng vào trước cửa nhà. Giọng nói của chúng ồn ồn, ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Mọi người kéo đến thì thầm to nhỏ, lắc đầu rồi lại thở ngắn thở dài. Bà Mần đi làm về thấy quanh nhà mình đông người, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đã nghe thấy tiếng rên ư ử đau đớn trong nhà. Cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một lớn. Bà Mần bỏ luôn gánh lúa bên ngoài, len qua đám người chạy vào trong nhà. Và thứ hiện ra trước mắt bà là hai đứa con trai bị đánh đến bầm dập, mặt mũi máu me khủng khiếp. Tụi nó dã man quá, đánh hai đứa trẻ đến nỗi này. Bà sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh vô cùng. Bàn tay của bà sớm đã nắm chặt thành quyền, đôi mắt đầy nếp nhăn khẽ cau lại. Sao tụi mày lại đánh con tao? Đám côn đồ nhìn bà một hồi như đánh giá từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn xuống hai đứa con nằm co quắp trên mặt đất. Đây là má của tụi mày đúng không? Tao là má hai đứa nó. Không chờ thằng Bình thằng An trả lời, bà Mần đã lên tiếng, giọng nói của bà khẽ run. Không biết hai đứa nó đã làm gì để cho bọn chúng đánh một cách dã man tới như vậy. Hai đứa này là con của bà, hai đứa nó nợ chúng tôi. Bàn tay nó xòe ra đếm đếm một lúc. Tổng cộng đã 2 triệu rồi. 2 triệu? Đôi mắt của bà ngay lập tức nhìn xuống đứa con của mình. Chúng nó nợ đám côn đồ này đến 2 triệu, vay mượn làm gì đây? Bình, An, có đúng vậy không? Nhìn hai đứa nó nheo nhóc trên mặt đất, bà đau vô cùng. Nhưng sự việc này càng khiến cho bà Mần cảm thấy đau hơn. Mắt của bà nheo lại, những nếp nhăn sớm đã hiện rõ trên gương mặt gầy guộc đen đen đó. Nước mắt bà rỉ xuống, chảy qua 2 hàng mi nặng trĩu, nhưng bà vẫn cắn răng, quyết không để cho nước mắt chảy ra nhiều hơn. Má hỏi tụi mày, có đúng vậy không? Hai đứa nó gật đầu, đầu chúng nó cúi xuống, tránh đi ánh mắt thâm sâu đang nhìn của bà. Thực ra, tụi nó cũng thương bà lắm, nhưng... 2 triệu, tụi mày đã làm cái gì với số tiền đó? Má mày cả đời cũng không có dám mơ tưởng đến cái việc cầm cái số tiền đó trong tay. Mà bây giờ... Rốt cuộc, bà Mần không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bà tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, nước mắt chảy ra hòa cùng với tiếng nấc trong lòng bật lên thành tiếng. Bà ôm lấy mặt mình, không biết làm sao cho dừng lại được, nhưng bà đã khổ quá rồi. Hai đứa con trai của bà mượn tiền chích hút, nói hẹn bao nhiêu lần trả mà không trả, chúng tôi cũng chỉ đến vì tiền mà thôi. Thằng côn đồ vừa nói xong, đám người bên ngoài lại bắt đầu xôn xao, bà Mần bất lực đến vô cùng. Mượn tiền đã đành, nay lại nghiện ngập, có khi nào nó sẽ giết cả bà, bán cả cái nhà cũ nát với mảnh đất này để hút chích nữa không? Má giúp con trả nợ cho họ đi, con hứa từ nay sẽ không có làm như vậy nữa đâu.
thằng Bình bò trên mặt đất lại phía bên bà. Nếu bà không trả, hổng chừng đám côn đồ đó sẽ giết nó mất. Bọn này vốn không có sợ gì pháp luật, chưa nói gì đến mạng người, vì tiền, chúng nó sẵn sàng đối đầu. Đã nghiện thế này rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Ngựa quen đường cũ cả thôi. Người đứng xem ở bên ngoài thì thầm to nhỏ vào tay nhau. Đã nghiện vậy rồi, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Ngựa quen đường cũ thôi. Người đứng xem ở bên ngoài thì thầm to nhỏ vào tai nhau, nhìn ai cũng có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn muốn hóng chuyện. Họ sợ, chính là sợ bị ảnh hưởng đến mình. Tất cả những lời thì thầm đó ít nhiều đều lọt vào đôi tai của bà Mận. Bà giận, nhưng lại không thể làm gì được. Bà giận về hai đứa con của bà. Bà còn giận hơn nữa chính là bản thân của mình vì không có chăm lo cho con cái đến nơi đến chốn, vì không để ý giáo dục cho chúng nó mỗi ngày. 2 triệu phải không? Các chú có thể cho tôi mấy hôm được không? Tôi sẽ cố gắng thu xếp. Cuối cùng, bà Mận cũng lên tiếng. Nhìn bà đáng thương vô cùng, nhưng đâu phải muốn giúp đỡ là giúp đỡ cho được. Nhắc đến số tiền đó, trong thời gian ngắn bà cũng không thể kiếm đâu ra được. Chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. Bà cũng không biết chắc chắn liệu có ai cho mượn hay không. Được, nhưng là ngắn hạn, 3 ngày. 3 ngày? Các chú... 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ tới. Nếu bà còn không có đưa, vậy thì chúng tôi sẽ không khách khí với 2 đứa con trai của bà đâu. Nói xong, nó nháy mắt với đám người là đồng bọn của đó, ngay lập tức đi lại kéo thằng Bình và thằng An. Bà Mừng giật mình, đưa tay rồi giữ lại. Nhưng tụi nó không thương tiếc, một chân đạp thẳng bà vào ngực. Bà đau đớn ngã xuống đất, khó chịu đến không thở được. Bà ra sức ho khan, cố lấy lại hơi thở của mình. Mấy người hàng xóm đứng đó, chờ đến khi đám côn đồ kia đi mới chạy lại vào trong nhà. Mọi người đỡ bà dậy, dỗ dỗ vào lưng của bà. Người lấy nước, người đứng bên cạnh quạt. Giúp giùm được một tí nào thì giúp, nhưng sự việc đã đến nước này, không biết bà có chịu được hay không. Mấy ngày tiếp theo, bà Mừng chạy đi khắp nơi vay mượn, nhưng cuộc sống ở đây của mọi người vẫn còn khó khăn. Ăn cơm vẫn phải trộn lẫn với bắp, với mì, biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà cho bà mượn. Nhìn bà vất vả, ai cũng thương. Nhìn thân bà gầy gò như vậy, ai cũng muốn rớm nước mắt. Thương cho thân bà, cũng không phải độ tuổi còn trẻ nữa. Biết làm lụng đến bao giờ mới có đủ. Để rồi khi quá bần cùng, bà quyết định bán mảnh đất gần nhà của mình. Đó là mảnh đất duy nhất mà gia đình có cùng với mảnh đất nhỏ dựng nhà. Vốn để trồng bắp đem bán, bà cũng đã từng nghĩ tới. Khi 2 đứa trẻ kia lớn lên, thành gia lập thất, bà sẽ dùng nó để cưới hỏi con nhà người ta đàng hoàng. Cho tụi nó, mà cả bản thân của bà đều phải nở mặt nở mày. Nhưng xem tình hình này, chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được. Mảnh đất đó cũng không phải nằm ở nơi thuận lợi, cũng không lớn như trước đây, vì lão Mạc sớm đã trốn bà đem bán một nửa để uống rượu. Bây giờ giá cả lại rẻ, bà cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể chấp nhận đem bán, mặc dù trong lòng không có cam tâm. Chật vật nhiều ngày, cuối cùng bà cũng gom đủ số tiền trả cho đám côn đồ. Bà hy vọng sau lần này, 2 đứa con của bà sẽ dừng lại, không tiếp tục phá phách như người làng nói. Vốn tưởng những đứa con của bà sau chuyện này thực sự có thể thay đổi, nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi bà nghe người hàng xóm tên Tư nói chuyện. Sau ngày đó, đúng là thằng An và thằng Bình bớt đi ra ngoài nhiều, cũng biết theo bà Mận lên nương làm rẫy, làm công cho người ta, kiếm được đồng nào trở về đều đưa cho bà Mận giữ. Bà Mận thầm nghĩ tụi nó cũng đã trưởng thành, vui mừng trong lòng, mỗi ngày đều nói cười vui vẻ. Cho đến một ngày, bà cùng với bà Tư lên nương, nắng buổi sáng sớm xen qua từng làn gió, cảm giác lành lạnh lại khô khan lan tỏa trong làn gió. Ngày hôm nay, thằng Bình và thằng An sang làng bên làm rẫy, cũng đã bắt đầu vào vụ trồng mới. Mọi người ai cũng tấp nập đi làm việc. Sáng sớm tinh mơ, đã bắt đầu giác cuốc giác dao, chuẩn bị đồ đạc giống cây trồng. Đến gần trưa, khi cái nắng bắt đầu tăng thêm đôi chút, ai cũng lấm láp mồ hôi. Ngồi xuống nghỉ đôi 3 phút, bà mới bắt đầu hỏi chuyện. Mọi thứ đều chưa chắc chắn, cho nên bà Tư cũng không biết mở lời thế nào cho phải. Chỉ là mấy hôm trước,
Lúc đó trời cũng đã tối lem, bà ra ngoài tìm mấy con gà vẫn chưa về chuồng, vô tình nghe thấy tiếng rì rào bên ngoài luồng tre. Đây nè, thuốc ngày hôm nay của hai đứa mày đây, nhớ trả tiền đúng ngày đó. Nếu bị đại ca biết được, tao không có đảm bảo còn đồ cho tụi mày như vậy nữa đâu. Được, được, chúng tôi biết rồi. Trong màn đêm tối, bà Tư không thể nhìn rõ mặt, nhưng nghe là bà ngờ ngợ. Tính ra, bà ở cạnh nhà bà Mạc mấy chục năm nay, làm sao mà lẫn được cái giọng nói của bà Mạc. Rồi hai đứa thằng Bình thằng An, bà bắt đầu bất an, nghĩ đến bà Mạc mấy hôm nay vui vẻ, vì hai đứa trẻ biết quay đầu làm lại. Mà thật sự hôm nay, hai đứa nó vẫn tiếp tục như vậy, chắc bà Mạc sẽ đau lòng chết mất. Bà không hiểu tại sao thằng Bình và thằng An lại bị cuốn vào con đường nghiện ngập này. Không biết kẻ nào đã đến đây lôi kéo. Những chuyện đồi bại như vậy, chắc chắn bà sẽ nói lên với người trưởng làng, chờ xử trí cho bọn nó, mọi thứ sẽ lại trở về bình yên. Nhớ đó, đừng có quên số tiền mà bọn tao đã phải diễn dở kịch với chúng mày. Nếu không có 2 triệu đó, chưa biết chừng xác của bọn mày đã đưa vào rừng cho hổ ăn rồi đó. Tao đi đây, chỗ thuốc này đủ cho hai đứa tụi mày dùng mấy bữa liền đó. Nghe đến đây, bà Tư trùng mình. Hồi nãy chỉ là suy đoán qua giọng nói, nhưng bây giờ bà chợt sợ hãi, vội vàng chạy ra khỏi gần bụi tre đó. Bàn tay của bà chảy ra bao nhiêu là mồ hôi, bà lau nó vào quần, cố giữ cho mình được bình tĩnh. Chờ đến khi người đàn ông vừa nói chuyện kia đi xa, bà Tư mới quay lại chắc chắn một lần nữa. Đúng là thằng An và thằng Bình rồi. Hai đứa nó nằm lăn ra dưới gốc tre tăm tối, ánh sáng từ cái đèn của bà phản chiếu gương mặt đang bị say thuốc của tụi nó. Tụi nó không hề hay biết có người đang đứng gần mình, tay chân như điên loạn mà xoa mà gãi lên người. Những vết nổi mẩn đỏ hiện lên, bà Tư bo cái miệng mình lại, không dám nhìn tiếp, tay chân loạn choạng quay trở về nhà. Mới ngày hôm qua, bà Mừng kể tự hào lắm, nói rằng thằng Bình và thằng An đã biết sang làng bên làm thuê cuốc mướn, đem về cho bà số tiền ít ỏi, nhưng bà lại ấm lòng. Cuối cùng, tụi nó cũng hiểu ra việc làm của mình. Vậy mà bây giờ, đúng là không ngờ tới được. Biết đâu tụi nó cũng đúng là đi làm, nhưng thực tế lại là tìm cách để có thể tiếp tục hút chích. Bà Mừng nè, mấy bữa nay thằng Bình thằng An nhà bà vẫn đi làm điều chứ? Bà Mừng tay vẫn đang cầm ly nước, ngửa cổ lên trời uống một ngụm rồi gật đầu. Tụi nó vẫn đi làm đều đều, xem ra đã thật sự đổi tánh đổi nết, trở về ngoan ngoãn hơn rồi. Bà có biết tụi nó làm ở đâu không? Bà Tư liếc mắt sang nhìn bà. Có lẽ bà Mừng không hề hay biết chuyện này. Đối với một người mẹ, đau đớn không phải đơn giản chỉ là khi những đứa con của mình mắc lỗi sai trái, mà có lẽ chính là sự lừa dối, là cảm giác bản thân bị chính đứa con của mình lừa để tiếp tục sai lầm. Tôi cũng không biết. Hỏi tụi nó thì tụi nó chỉ nói là ông gì đó làng bên, nghe đâu ông ấy giàu có, nhiều ruộng nhiều nương nên lúc nào cũng cần người làm. Nếu như mai này tôi với bà không có việc gì ở đây nữa, sang bên đó làm cũng không có tệ. Bà Tư nhếch môi, tay bà bấu thật chặt vào nhau, những đầu ngón tay đỏ hỏn vì cầm cuốc, cắm chặt vào bàn tay, in hình lên thành vết. Có chuyện này, không biết tôi nên mở lời với bà như thế nào nữa. Nếu khi tôi nói xong, bà hứa phải thật sự là bình tĩnh nghe. Có chuyện gì mà, coi bà nghiêm trọng quá vậy? Nghiêm trọng? Thật là nghiêm trọng chứ. Liên quan đến bà, cũng liên quan đến những đứa con của bà. Không nói thì thẹn với lòng, lo lắng cho bà. Nhưng khi nói rồi, lại sợ bà Mừng không chịu được. Có khi sinh bệnh, vậy thì không phải... Bà nói đi, sao đang nửa chừng lại không nói nữa? Thì là... Bà Mừng cười, tay bà vỗ lên tấm áo bạc dính bết bẩn của bà Tư. Hàng xóm bao nhiêu năm nay, bà còn ngại cái gì? Bà Tư trục trè, tay bấu chặt lấy vạt áo, mắt hơi nheo nheo, khó xử, nhưng rồi quyết định vẫn nên nói thì hơn. Hôm trước, chạng vạng tối tôi đi ra ngoài tìm đàn gà, vô tình nhìn thấy thằng An và thằng Bình nhà bà.
thì tụi nó đi làm về đến tận tối muộn mà, trễ lắm. Vậy mà nhà chủ trả cho có mấy ngàn, đúng là càng giàu lại càng tham mà. Không, không phải. Tôi nhìn thấy hai đứa nó nói chuyện với một đứa khác về cái vụ đám côn đồ về tìm tận nhà bà đòi tiền đó. Đôi bàn tay bà Mận đang duỗi vết bẩn bỗng dừng lại. Nụ cười trên gương mặt gầy gầy cũng tắt, mím mím lại vào nhau cứng ngắc. Tụi nó nói với nhau là tụi nó cố ý tạo ra cái chuyện như vậy để về dòi tiền của bà chích hút. Còn nữa, tôi còn nhìn thấy thằng Bình với thằng An, tụi nó không hề cai nghiện đâu. Tụi nó vẫn hút thuốc phiện, chính mắt tôi đã nhìn thấy như vậy. Bà Mận im lặng. Bà không nói gì, bà cúi đầu xuống đất, bà cố gắng nhịn cái cục đắng ở trong lòng. Cuộc đời của bà, cuộc đời con người, đúng là khó khăn quá. Chuyện gì cũng là bất ngờ, chuyện gì cũng không thể lường trước được. Nguyên do là gì đâu? Vì sao ông trời lại đối xử với gia đình bà như vậy? Tại sao lại đối xử với bà như vậy chứ? Bà Mận, tôi biết bà bây giờ khó xử, nhưng bà coi đó, tụi nó đã đến nước này rồi, có nên báo cho chính quyền biết hay không? Cho tụi nó đi cai nghiện đi, có khi còn có thể trở về làm người bình thường. Thôi, kệ tụi nó đi bà. Một lần rồi, hai lần rồi mà chưa chịu nhớ. Vậy thì mặc kệ tụi nó, tôi không có muốn quản nữa. Bà Tư nghe xong, khẽ thở dài. Làm gì có người mẹ nào mà không muốn quản chuyện của con mình chứ? Đứt ruột đẻ ra tụi nó, không có giúp đỡ được điều gì đã đành, lại mang thêm nhiều tai tiếng. Bây giờ, cả cái làng cái bản này làm gì có ai không biết đến nhà bà Mần nữa. Ban ngày ban mặt, có côn đồ về đến tận nhà, hai đứa con trai nghiện ngập chích hút dướng vào biết bao nhiêu tệ nạn. Nói không chừng, cũng sẽ có ngày người ta biết được chính thằng An là người đã giết chết ông Mạc, giết chết người cha đẻ của mình. Sau đó ít lâu, quả nhiên thằng Bình và thằng An lại bị đám côn đồ khác lôi về nhà đòi tiền. Lần này không biết là thật hay giả, nhưng nhìn hai đứa nó thảm thương lắm. Vậy mà bà Mần quyết không có quan tâm đến hai đứa. Đám côn đồ muốn làm cái gì cũng được, xử trí hai đứa nó thế nào cũng được. Bà quyết không có đưa tiền. Nhưng khổ nổi, bà bây giờ lấy đâu ra được tiền nữa chứ? Đất có cũng bán rồi, làm việc cũng hết công hết sức rồi, vẫn chỉ là không đủ. Tụi nó cứ nợ chồng chất như vậy, không chừng có ngày bán nhà cũng nên. Để rồi hơn một tháng sau, đúng là tụi nó đã đem bán mảnh đất trồng bắp nhà bà Mận ở thật. Cơn nghiện của hai đứa mỗi lúc càng nặng hơn, càng cần nhiều thuốc hơn. Bà Mận khóc lóc đến cạn cả nước mắt, đến cổ họng cũng như khô rác cả lại, không còn sức lực, không còn khả năng chống đỡ. Bà được bà Tư cho ở tạm nhà kho mấy hôm, cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, bà Tư cũng không còn sống ở cái làng này nữa. Bà Mần chuyển về đây kể từ ngày đó, nhưng từ lúc chuyển về, tâm trí của bà nhiều khi cũng không có được bình thường. Có lẽ vì quá đau đớn cho quá khứ, cũng chính là nguyên nhân khiến cho bà gặp vấn đề gì cũng có thể chửi, chửi hết, chửi tất cả, cứ động vào bà quyết không có bỏ qua. Cũng có những lúc, bà nhìn hiền đáo để, dáng vẻ côi cút, mệt mỏi, cô đơn ngồi ở bên ngoài cửa nhà lá xây trên một mảnh đất bé xíu xẹo. Cũng thật là đáng thương, không phải ai cũng biết đến câu chuyện của bà. Những lời người ta đồn đoán cũng chỉ là những thông tin nghe ngóng ở bên ngoài. Rồi họ ghép lại với nhau, thành những câu chuyện. Suy cho cùng, trong mắt của người dân làng mới này, bà chính là một thành phần thừa thải, một cuộc đời thừa sinh ra trong cuộc sống tất bật này. Dành dụm hết số tiền còn sót lại, bà Mần chuyển về một ngôi làng mới, nằm ở dưới chân núi cách bản làng cũ của bà đến mấy quả đồi. Cũng có người ở quê cũ đi qua, nhận ra bà, nhưng bà cũng ậm ừ, làm như không hề quen biết. Mọi người ở đây cũng chỉ biết bà có hai đứa con trai, thỉnh thoảng giam ba bữa nửa tháng lại trở về lấy tiền, đòi tiền. Nhìn đứa nào cũng gầy gòm đến trơ xương, dáng vẻ đến gió cũng có thể quật ngã. Mỗi lần hai anh con trai đó trở về, cả làng lại bắt đầu được nghe những lời mắng chửi to tiếng từ sáng sớm đến trưa chiều. Ngày bình thường khó tính, động cái gì cũng có thể chửi đã đành. Những ngày có người về lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Cũng có những lúc thấy bà côi cút dáng vẻ già nua đáng thương,
Một mình sống trong một cái gian nhà lá bé tẹo, có người thương thỉnh thoảng đi qua cho bà một ít cái này, một chút cái nọ, nhưng không phải lần nào bà cũng lấy. Nhìn bà hay chửi như vậy, nhưng tình nghĩa bà thấm lắm. Cho bà một lần, bà sẽ trả lại một lần, cho bà bao nhiêu lần, bà trả lại bấy nhiêu. Mọi người trong xóm này không phải ai cũng ghét bà, chỉ là không thích bà hay chửi như vậy thôi. Đôi khi vì chuyện của bản thân, bà cũng sẽ chửi lây sang cả hàng xóm. Nhưng cuộc đời là bi hài như vậy đó, đâu phải muốn là có được đâu. Nếu biết quá khứ của bà, chưa biết chừng mọi người cũng sẽ quay đầu lại nhìn. Kể đến thằng Bình và thằng An, giống bà Mận muốn trốn chúng nó tìm một chỗ tử tế để dung cái thân già còm cõi này. Nhưng thật không thể ngờ đến được, tụi nó lại có thể tìm ra bà. Bà muốn lẩn tránh cũng không thể tránh được. Tụi nó nghiện càng ngày càng nặng, nhiều khi lên cơn phá tan cả những món đồ còn lại của bà. Dáng vẻ của hai đứa nó lúc này liệu có khác gì so với ông Mạc ngày xưa hay không? Bà Mần dằn vặt bản thân mình, căm giận bản thân mình vì bà không bảo vệ tụi nó cho được tốt. Hai đứa con đi đến nước này ít nhiều cũng có trách nhiệm của người mẹ. Nếu như ngày đó không để hai đứa chứng kiến cảnh ông Mạc đánh bà, có lẽ thằng Bình đã không làm điều dại dột. Nếu như bà nhận thức được một việc nuôi dạy con đúng đắn một cách sớm hơn, có lẽ tụi nó sẽ không vì thiếu sự quan tâm mà tìm đến con đường tệ nạn. Có những lúc bà muốn chết quách đi cho xong, nhưng chết rồi bà không theo dõi được bước chân của hai đứa, bà biết phải làm sao đây. Bây giờ bà lạnh bơ với tụi nó, nhưng đâu có nghĩa bà hết tình hết nghĩa. Nhưng bà không thể lúc nào cũng bao dung cho tụi nó bằng cách này. Bà đã quyết định không có giúp tụi nó trả tiền là sẽ không giúp, vì bà muốn tụi nó sẽ có cơ hội trở lại thành người bình thường. Vậy mà thật sự không ngờ tới, người trong xóm nói cho bà biết thằng Bình và thằng An cướp túi người qua đường. Thằng An thoát được, còn thằng Bình thì không, nó đã bị tóm lên công an giải quyết. Nếu không có người bảo hộ đứng ra, có khi nó sẽ phải vào tù. Vậy là lòng thương con của bà Mận lại không thể ngừng lại. Bà mang theo tiền, mang theo cái thân già này đến nơi làm việc của công an, chuộc và đền bù cho họ xong, van xin họ tha cho đứa con mình. Cuối cùng thằng Bình cũng được ra ngoài, nó khóc lóc. Nhưng những giọt nước mắt giả tạo đó bà Mần đã chứng kiến biết bao nhiêu lần. Bà không tin được đứa nào nữa. Cuộc đời đã đi đến bước đường này, có khác nào đang gần đến ngõ cụt, không còn nơi chạy thoát. Con đường nào cũng tối tăm, con đường nào cũng khó tìm được lối thoát. Tưởng như cách bà làm có thể giúp thằng Bình và thằng An có cơ hội quay đầu. Nhưng càng để như vậy, tụi nó càng tha hóa, tụi nó càng giống như ông Mạc của ngày xưa, say xỉn, không cần bất cứ thứ gì trên đời. Này đám côn đồ kia lại đến tìm, lần này chúng nó đến tìm để đòi vàng. Không biết hai đứa nó nghe đâu, lục lọi ở đâu mà biết đến bà vẫn còn mấy chỉ vàng. Nhưng tụi nó nào biết, bà sớm đã bán nó đi rồi, bán nó để lấy tiền sống qua ngày, bán nó để dành dụm. Sau này có chết, còn có người làm ma chay cho bà. Cho bà được làm một con ma bình thường, sống đã không được hạnh phúc no ấm, vậy khi chết cũng không được để bản thân chịu đói rét. Đến nước này, bà thực sự không còn xót xa gì chúng nó nữa. Bà sai, bà nhận, nhưng trách nhiệm của tụi nó để tụi nó tự làm, tự chịu. Thôi, tôi không có so đo với bà làm cái gì. Bây giờ, một là bà đưa vàng cho tôi sẽ đảm bảo sự bình yên cho con của bà, hoặc là... Đám côn đồ bắt đầu lên tiếng dọa nạt. Bà Mần chỉ lắc đầu, cười, tuyệt vọng. Bà chỉ ra ngoài sau nhà, nơi ngoài vườn có bãi cỏ đang mọc ngày một rậm rạp. Tiền tôi chôn ở ngoài kia, các anh tự ra mà đào lấy đi. Đó là số tiền cuối cùng bà còn dành dụm được, vốn tưởng được dùng đến để làm ma chay cho bản thân khi chết đi. Nhưng cuối cùng vẫn là quay về bàn tay phá hoại của hai đứa con trai nhà bà. Bà còn nhớ cái ngày tụi nó dẫn đám côn đồ về đòi 2 triệu. Cách đây mới có mấy năm thôi, tụi nó còn hứa từ nay sẽ không dám làm việc này nữa. Hứa sẽ không chích hút, hứa sẽ chăm chỉ làm lụng giúp đỡ bà. Thật không ngờ, lời hứa của tụi nó chỉ là hứa suông cho qua, rồi đâu lại vào đó.
đám côn đồ đào được tiền, bọn chúng cười phớ lớ như là được mùa. Bà Mừng chỉ biết giật giật khóe miệng, cũng không biết làm sao mà đòi lại được. Bà cũng không còn to tiếng mà chửi, bà chỉ lủi thủi đi vào nhà, cầm cái cán chổi quét nhà. Đi vào lại đi ra, chỉ thẳng vào mặt của thằng Bình và thằng An. Hai đứa tụi mày, lỡ thì cũng lỡ rồi, nghiện cũng nghiện rồi, tiền bạc của tao chúng mày cũng phá hết rồi. Đi đi, để cho tao sống yên ổn hết cái thời gian còn lại, được không? Thằng Bình và thằng An ngơ ngác nhìn lên, tụi nó không nói gì cả. Trong đôi mắt của chúng hiện tại, bỗng nhiên nhận ra bà Mần thật sự già quá. Thân bà cúi cầu người xuống, bộ quần áo bà mặc đâu đâu cũng có thể nhìn ra mảnh giá, lại còn sờn chỉ. Bây giờ là lúc tụi nó tỉnh táo, tụi nó có thể nhìn ra dáng vẻ cực khổ của bà, nhưng đâu phải lúc nào tụi nó cũng có thể tỉnh táo. Sẽ không bao lâu nữa đâu, trong mắt của chúng là chỉ còn thuốc, là chỉ còn cái cảm giác thèm. Má! Đừng có gọi tao là má. Nếu tụi mày coi tao là má, tụi mày đã không ép má mày đến nước đường này rồi. Giọng của bà nghẹn lại, bà không muốn nói nữa. Đám người đi ra khỏi giường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng chúng nhìn nhau, rồi cất lên tiếng cười khà khà như châm chọc. Ở nhà với má mày và lên cơn đến chết đi, hay là đi theo bọn tao, lại sẽ tiếp tục có thuốc cho chúng mày hút. Nói xong, chúng lại tiếp tục cười, dáng vẻ cười thật sự khiến cho người khác ghét bỏ. Bà Mần quay người đi vào trong nhà, không có chờ hai đứa kia ra quyết định, vì bà biết tụi nó cần thuốc hơn cần cái thân già này. Chờ đến khi tiếng ồn ào bên ngoài không còn nữa, bà Mần thở hắt ra, bà khẽ lắc nhẹ cái đầu, bà đi ra ngoài dọn dẹp lại sân nhà. Đúng như bà dự đoán, hai đứa nó đã đi theo bọn kia rồi. Sao bà lại quan tâm đến việc nó đi hay ở lại chứ? Chưa biết chừng tụi nó đã không còn coi bà là mẹ nữa. Người hàng xóm đi qua, họ thấy nhà của bà Mần như vừa bị phá phách, liền hiểu ra chuyện. Họ đi vào cổng, bà Mần liền hét toáng lên. Các người vào đây làm cái gì? Tôi đang quét dọn dơ lắm, mau đi ra ngoài đi. Vẫn là cái giọng lanh lảnh chua chát đó, nhưng nghe sao mà đáng thương. Mọi người cũng không muốn khiến bà tức giận, im lặng đi ra ngoài. Bà Mần đứng giữa cổng, ngó ra ngoài, không còn thấy người nữa. Bà mới chậm chậm đi vào bên trong, dọn dẹp. Tụi nó đào bới đất để tìm tiền, lấy được xong bỏ đi, để lại một bãi bầy nhầy, dơ bẩn, làm cho bà đây phải dọn dẹp. Nghĩ đến, bà lại muốn chửi liền. Đúng lúc tâm trạng đang không tốt, nói ra biết đâu, lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng lần này thật sự lạ, bà không có chửi nữa. Cho đến chiều tối, dọn đâu vào đó, bà Mần mới đi ra khỏi nhà, đi qua gặp đám trẻ đang lúi húi như trộm giặt trái cây ngoài cổng. Tụi nó nhìn thấy bà, ngay lập tức chạy đi trốn mất. Bà Mần nhìn thấy chứ, nhưng bà mặc kệ, bà cho qua. Thấy bà không có quát mắng, tụi nó nhìn nhau lạ lẫm. Bà Mần hôm nay sao vậy? Sao mà tao biết được chứ? Hay là tụi mình đi vào nhà bà ấy coi, quan rác trước cổng kiểu gì bà cũng chửi à? Cũng được đó, chờ bà ta đi ra thì tụi mình làm đi. Đám trẻ con ríu ríu bên nhau thủ thỉ, không nghe thấy bà chửi, tụi nó liền cảm thấy chán, vì vậy suốt ngày bày trò ghẹo bà. Chờ bà đi, tụi nó lẻn vào bên trong cười đùa nghịch ngợm, kiểu gì sáng mai ngủ dậy hoặc đến khi tối về bà cũng hét toáng om sòm lên cho mà xem. Nhưng thật kỳ lạ, đã đến sáng rồi, đám trẻ rình mò trước cổng nhà bà Mần cũng lâu rồi mà vẫn không thấy bà mở cửa. Hay tối hôm qua bà không có về? Không về thì bà ở đâu? Mày nói chuyện mắc cười à? Hay mình vào bên trong coi làm sao? Bà mà bắt được thì tao với mày bị cho no đòn đó nghe. Một đứa phản đối, một đứa thì muốn trêu thật đó, nhưng chúng cũng sợ bị đòn. Cãi nhau một lúc lâu, cuối cùng tụi nó quyết định đi vào coi thử. Căn nhà tan hoang vắng tanh, cảm giác thật sự là lạnh lẽo. Đám trẻ bám đuôi nhau vào nhà, ngó ngược ngó xuôi từ trước ra sau, không thấy có người, chán nản chúng nó liền đi về. Và cũng kể từ ngày đó, sáng và chiều hôm nào đám trẻ cũng kéo nhau sang tìm bà Mần, nhưng đều thấy nhà đã khóa cửa,
căn bản không có người. Cho đến gần một tuần, tụi nó bắt đầu ngửi thấy cái mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà kia. Đám trẻ liền chạy đi báo cho ông trưởng thôn, kêu ông tìm cách xem trong nhà liệu có người hay không, chứ đến nay đã nhiều ngày mà chưa thấy bà Mần quay về. Ông trưởng thôn nghe được tin, cũng nhanh chóng tìm đến nhà bà Mần. Đúng là không có người, nhưng xung quanh nhà toàn là mùi ẩm mốc, cỏ mọc lên đến tầm ngang đầu gối. Ông cùng với nhiều người quanh làng đến tìm cách mở cửa, nhưng dường như cửa đã khóa bên trong, không thể cậy ra được. Mọi người đứng xem đông như trảy hội, ai cũng thì thầm to nhỏ, mùi hôi thối bốc lên, nhưng họ vẫn muốn ở lại xem sự việc. Xung quanh căn nhà nhỏ, sớm đã đông nghẹt người. Đúng là đã qua nhiều ngày, bọn họ không có nhìn thấy bà Mần đi ra ngoài hay lớn tiếng chửi ai nữa. Cũng không một ai suy nghĩ sự việc lại đi xa như vậy. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định phá cửa để vào nhà tìm bà Mần. Cánh cửa của nhà bà làm bằng gỗ, dễ phá hơn một chút so với những loại cửa khác, vì gỗ này cũng không phải là loại đắt tiền. Cánh cửa đổ ập xuống, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hơn. Mọi người ai cũng lùi ra ngoài mấy bước, thật sự không thể ngửi nổi. Sau khi ổn định lại, ông trưởng thôn cùng với vài người đàn ông đi vào trong, lúc này mới phát hiện. Rồi mũi bao kín trên giường của bà Mần, cơ thể bà đang được phân hủy, mọi người ai cũng sợ hãi, nhìn rất là đáng sợ. Gương mặt của bà đã không còn được nguyên dạng, lỗ chỗ những vết mổ vết cắn của côn trùng. Trên miệng của bà vẫn còn dương lại vết nước màu trắng. Xem ra là bà đã uống loại thuốc gì đó, sau đó xốc thuốc liền sủi bọt trong miệng rồi trào ra ngoài. Bà nằm trên giường với dáng vẻ co quắp đau đớn. Có lẽ không chịu được nữa, bà đã qua đời. Mọi người xúm lại xem, xong rồi khẽ lắc đầu. Người thương hại, người khinh miệt. Cuộc đời của bà khổ như vậy đó. Thà rằng kết thúc để có được cảm giác yên nghỉ. Vậy mà đám trẻ cũng có đứa bật khóc. Tụi nó thương bà Mần lắm. Bà quát chửi là vậy, nhưng có hại ai bao giờ đâu. Thỉnh thoảng còn cho tụi nó quả bưởi, quả xoài. Bà má đám trẻ giàu dỗ dành chúng, không ngờ đến chúng lại thương bà lão này. Thường ngày hay chửi, mọi người hay nghĩ sao bà không biến mất cho rồi. Cho đến ngày nay, sự thật đó, nhìn ai cũng có vẻ thương tiếc. Vậy là từ nay, cái làng này sẽ không còn bà Mần nữa. Làng này sẽ không phải mới sáng ra đã nghe thấy giọng chanh chua của bà. Cái làng này sẽ được bình yên. Ông trưởng thôn đi tới chỗ bàn nước uống, cầm lấy mảnh giấy có những vết chữ lằng ngoằng không có nên hồn, trên đó viết: "Xin mọi người hãy thiêu tôi và căn nhà này." Mảnh giấy chỉ viết ngắn ngủi như vậy. Xem ra bà Mần tự mình tìm đến cái chết, tự mình giải thoát cho cuộc đời nghiệt ngã. Ngày thiêu bà Mần được diễn ra luôn trong buổi chiều tối ngày hôm đó. Mọi người dây kín xung quanh, không tổ chức tang lễ vì con bà không có đứa nào ở đây cả. Mọi người trong xóm chỉ lấy củi đặt quanh bếp nhà bà, rồi mua hoa, mua một ít quả hương khói cho bà, rồi sẽ tiến hành thiêu đốt. Trong làng tối hôm đó, căn nhà của bà Mần rực sáng lên ánh lửa, khói bay ngút trời. Cũng có người thương tiếc khóc lóc, và cũng có người im lặng, không nói gì. Ánh lửa đỏ bùng lên, trong giây lát lan ra toàn căn nhà nhỏ bé. Cùng lúc đó, trời cao bỗng nhiên nổi giông gió thổi bập bùng ánh lửa. Tiếng sấm tiếng chớp ì đùng, như cũng đang khóc thương cho một số phận con người nhỏ nhoi khổ hạnh. Thấy sấm lớn, mọi người ai nấy cũng đều trở về nhà. Chỉ còn một vài người ở lại, nhìn cái đám cháy sợ lan ra ngoài. Cũng không bao lâu sau, trong làng truyền tay nhau, có đám trẻ thanh niên nghiện ngập bị bắt ngay lúc đang chích hút. Tất cả đám người đó đều bị giải lên phường, đưa công an giải quyết. Trong số đó có thằng An và thằng Bình. Hai đứa tụi nó còn bị tố cáo, đã nhiều lần giật đồ có người đi lại qua đường. Vậy là chung quy, tội nặng lại càng thêm nặng. Bà Mần trước đây không muốn báo lại cho công an, bởi lẽ bà thương con bà. Nếu bà báo công an,
con bà sẽ bị bắt và đưa đi cải tạo. Còn nếu như không báo, tụi nó sẽ hoàn toàn chìm trong cuộc sống nghiện ngập, đường nào cũng khó lui, đường nào cũng khó tiến. Bà đành phải chấp nhận cho tụi nó muốn làm cái gì thì làm. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, và kiểu gì cũng có ngày chúng nó bị bắt. Ngày đó đến thật rồi. Sau khi bị bắt, công an đưa thằng Bình và thằng An trở về làng. Khi đi qua mảnh đất quen thuộc, nhưng lại không nhìn thấy nhà mình, không nhìn thấy bà Mận, tụi nó xin xuống tìm kiếm. Người có tội mà còn mang tình. Công an thương xót cho tụi nó xuống. Căn nhà nhỏ sớm đã thành tro bụi, kể cả những ngọn cỏ vẫn còn mang theo hơi cháy của lửa. Tụi nó vẫn chưa hề hay biết bà Mận đã chết. Thấy có người tới, đám trẻ con trong làng liền kéo theo vào xem, nơi mà chúng nó thường xuyên trêu chọc bà Mận. Bắt gặp anh Bình và anh An, đám trẻ biết tới nhưng lại sợ vì nghiện nên không dám lại gần, chỉ đứng từ xa ngoài cổng thập thò. Thằng Bình đứng bên trong nhìn thấy liền chạy lại. Công an cứ ngỡ anh định chạy trốn, liền hét toáng đuổi theo. Đến chỗ đứa trẻ, anh cúi người xuống, trên thân thể gầy gò còn mang theo hơi thuốc. Bà Mận đi đâu rồi? Đứa trẻ hơi sợ hãi nhưng vẫn giữ bình tĩnh rụt rè. Bà Mận chết rồi, chết cách đây hơn một tháng. Như tiếng sét đánh ngang tai, Bình ngồi sụp xuống đất. Nó phá, nhưng những lúc tỉnh táo nó vẫn còn tình người lắm. Nó vẫn có vị trí dành cho người má khổ hạnh đó. Chết rồi. Cách đây đã hơn một tháng. Cách cái ngày mà tụi nó về không bao lâu. Tụi nó không có những giết chết cha mình, còn giết luôn cả mẹ mình. Bỗng nhiên nó thấy ân hận lắm. Nhưng đâu có còn kịp để cho tụi nó chuộc lỗi. Nó khóc trống lên, khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Tiếng nó khàn khàn, đôi mắt nó đục ngầu. Nó nhớ lại ngày trước, ngày mà tụi nó ríu rít bên bà Mận. Bà bóc khoai, luộc bắp chia cho từng đứa. Nó đưa bà một miếng, bà lắc đầu nói mình đã no rồi. Nhưng nó biết là bà lừa tụi nó để cho tụi nó yên tâm mà ăn, không cần lo cho bà. Bà nói bà không quản, nhưng lần nào về lấy tiền, bà vì thương tụi nó bị đánh đập, vẫn đau lòng tìm tiền đưa ra. Trời ơi, sao tụi nó lại ngốc nghếch đến như vậy? Lúc tỉnh táo thì nghĩ ghê lắm, mà sao toàn là nghĩ cách hành hạ bà? Vì khoái cảm của bản thân mà hành hạ bao nhiêu người, đau khổ nhất vẫn là người mà cố gắng nuôi nấng tụi nó. Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. Thằng Bình đưa mắt nhìn xuống đất, ngay cạnh nó có một viên đá lớn chôn chặt ở dưới đất. Nó không suy nghĩ, không có ngần ngại, mà tự mình lao đầu vào viên đá. Máu từ đầu nó chảy ra ròng ròng, len qua kẽ tóc, chảy xuống gò má gầy. Vậy mà không chết, mấy chú công an hớt hải chạy tới giữ lấy cơ thể nó, mặc kệ nó đang bực đến phát điên, một mực áp giải lên xe. Không bao lâu sau, thằng Bình và thằng An bị đưa vô tù. Giống dĩ nếu chỉ là nghiện hút thì sẽ được đến cơ sở cai nghiện của tỉnh. Nhưng tụi nó còn cướp đồ của người khác, thành ra kết tội đưa luôn vào tù. Đến cơ hội quay trở lại nhà cũ cũng không có được nữa. Thấy mọi người kể lại, vào trong tù mà hai đứa nó vẫn lên cơn nghiện. Vì quá nặng, nhiều khi mất kiểm soát lại bị gông luôn vào một phòng riêng, tránh làm ảnh hưởng đến tù nhân khác. Tâm thần của hai đứa cũng không còn ổn định. Khi tỉnh táo thì khóc lóc gọi mẹ, khi lên cơn thì thật sự không dám tưởng tượng cho được. Đối với hai con người này, ở trong tù còn khó kiểm soát, nếu để chúng ra ngoài, không biết sẽ gây ra thêm bao nhiêu phiền phức. Cán bộ ở đây nhiều lúc cũng chán ngán, không có buồn quản nữa, cứ mặc kệ tụi nó. Với tình trạng hút chích quá nhiều, cơ thể bị hao mòn, chưa biết chừng một ngày không xa cũng sẽ kiệt sức mà chết. Và nếu cứ như vậy, chắc chắn chúng sẽ không có cơ hội mà quay trở lại làm một người bình thường được nữa. Nếu biết hết được câu chuyện của nhà bà Mận, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy ai oán. Đời nào con lại đi giết cha của nó, giết cha để bảo vệ người mẹ của mình, để rồi khi đã lỡ, ám ảnh đến tâm lý, khiến con người ta một đời suy sụp tinh thần, lâm vào cảnh chìm trong tệ nạn. Nếu như là tạo hóa trêu ngươi,
thì cuộc đời này tệ quá. Bà Mần, một người cả đời vì gia đình, vậy mà lại chết trong cảnh như vậy. Không con, không cái, không có đến một người thân thích, tự kết liễu đời mình, trả lại yên bình cho cả làng, buông xuôi tất cả để bản thân thực sự được yên nghỉ. Đúng như cái tên của bà, cuộc đời bà khổ quá. Thôi thì có thể để bản thân được thanh thản, vậy cũng được. Sống tiếp chỉ thêm sầu, thêm khổ mà thôi. Nhiều năm sau, một sự việc lại không thể ngờ đến. Thằng Bình đã chết trong tù, chỉ còn lại mình thằng An, mà nguyên nhân chính là bởi vì dằn vặt bản thân mình đau lòng đến chết. Trên đời chỉ còn lại một mình thằng An côi cút, đang đương tuổi trai tráng khỏe mạnh, vậy mà vẫn phải ngồi trong tù. Nó ngày ngày ngồi trước cửa, thấy bà đưa cơm đi qua, liền nhen nhẽn cười, nói nhảm rằng: "Má, má tới rồi, An đợi má lâu lắm rồi đó." Giá mà tụi nó nhận thức được hành động của mình sớm hơn, nói không chừng bây giờ cả nhà ba mẹ con họ đang sum vầy bên nhau. Cuộc đời vẫn tiếp tục xoay dần. Sẽ không ai vì một bà Mần mà quên mất bản thân còn sống. Con tạo xoay dần, xã hội phát triển, họ liền quên mất. Khi xưa có một gia đình nhà bà Mần, có hai đứa con trai phá hoại, căn nhà sớm được thiêu đốt, mảnh đất trống trở thành đất công, mọi người lại đến để làm ăn buôn bán, sớm đã không còn nhớ đến chuyện gia đình của bà Mần ngày xưa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Đời Thừa, tác giả Trân Trân. Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại video tiếp theo.